xe này đi tắt ngang lắm lúa nha, đúng rồi, nó mà những nhà giữa đầu và không có đường để tắt nhà ngang lắm lúa. Rồi cái đỏ này ra luôn theo nha các bạn. Cặp rồi. Đều 9-20 chứ. Mình xin mến chào các bạn. Nay mình ghi hình cặp 9-20 nha các bạn. Chiếc đỏ chiếc đen kéo 10 đồng xin gửi. Mình này giống 05 nha các bạn. Cũ nó bự nhiều lắm mà nó bị ngọt, nó thối hồi hai cái mưa lớn các bạn. Nay mình bây giờ đang lên tủ. Đây chiếc 920 lốc đen đang vô các bạn. 920 đỏ này bắt đầu đang tới nha các bạn. Hôm nay mình là xe đi tắt ngang ruộng lúa các bạn. Đám này nó nằm giữa đồng không có đường ra. Ra nó mới bị ngợp, nó thối này. Lên cũng nhiều rồi. Mình này thì củ bự thì khỏi chê nha các bạn. Mà nó bị hai cái mưa lớn quá rồi nó ngợp, nó thối. Kiểu như chủ mì anh này, anh cũng chưa có kinh nghiệm gì cái vụ dùng đất nha các bạn. Anh cứ nghĩ như năm rồi. Năm nay thì mưa không bằng năm rồi mà nó bị nhòi có hai cây trong một ngày đó. Lớn quá rồi bắt đầu nó ngợp, nó thối. Còn lại ít rồi. Mà cũ thì nó bự. Còn bên này chiếc 920 cũng vô đám rồi nha các bạn. À, chờ anh em mình lên xong từ chiếc, tại đường này nó cũng hơi là ra rất là khó. Rồi lấy phụ mấy đống đây đi, lấy cho bớt đi. Chuyển đòn dắt thêm nha các bạn. Đầu lên đòn chiếc 90 đỏ này nha các bạn. Xong rồi. Còn bắt đầu lên chiếc 920 đen nha các bạn. Nay anh em mình nhổ bên đồng xin lễ này là mấy cái máy cày virus mã lực lớn không nha các bạn.
đen này bắt đầu tới các bạn. Tập tới chuẩn bị ông cô chuyển dần. Đi rỗng ngang hơi giặt chút. Đang băng qua chuyển dầm 9-20 đen. Đi đoàn ngang hơi nặng chút nha các bạn. Dạ. Bắt đầu lên còn mấy cần cuối cùng nữa các bạn, 2 cần nữa. Như lốc đen. Rồi cần cuối cùng. Kết thúc xong các bạn, bắt đầu lên đòn. Đang sắp xếp chuẩn bị ra nha các bạn. Rồi bắt đầu 9-20 đen này bắt đầu ra trước nha các bạn. Thank you.
ra này là đi tắt ngang đám lúa nha các bạn. Đám mây này nó nằm giữa đồng và không có đường để tắt nhà ngang đám lúa. Chiếc đỏ này ra rồi theo nha các bạn, cặp rồi đều 9:20 hết. Lên luôn đó chứ. Đầu ra xuống đường xe nha các bạn. Lên cái bờ hơi căng quá, ba đầu luôn. Rồi xuống đường xe nước an toàn nha các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ.